Mới đây, bà Đặng Thùy Trang đã đâm đơn kiện Hoa hậu Thùy Tiên. Theo đơn khởi kiện của bà, năm 2017, Thùy Tiên đề nghị vay 1,5 tỷ đồng để thi Hoa khôi Nam Bộ và cam kết trả sau khi thắng giải. Tuy nhiên, sau khi giành vương miện, Thùy Tiên đã thất hứa. Sau một thời gian dài im lặng, nàng hậu đã chính thức lên tiếng phủ nhận việc nhận tiền và sự trợ giúp từ bà Trang. Cụ thể, nàng hậu viết, Tiên bị hại nhưng Tiên vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó. Hợp đồng dù đã ký nhưng Tiên xin khẳng định rằng Tiên chưa từng nhận bất kỳ một đồng nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời mà bà Đặng Thùy Trang đã hứa. Bao lâu nay, Tiên không hề lên tiếng, không phải vì Tiên làm sai mà vì Tiên đang chấp nhận và đối mặt cho việc đặt lòng tin sai chỗ. Tiên cũng đã đưa đơn kiện những người vu khống mình lên tòa án và sẵn sàng để giải quyết vụ việc đến cùng. Các bạn nghĩ sao về lùm xùm này khi Thùy Tiên vừa kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu? Để lại một bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Đừng quên like, share video và nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận thông báo về những video mới nhất của chúng tôi.